chào quý vị và các bạn. Trong 24 giờ qua, những cơn mưa lớn hàng trăm mm vẫn trút xuống các tỉnh thuộc khu vực từ Hà Tĩnh đến Khánh Hòa như là Trà Leng, Quảng Nam 436,6 mm, sông Hình, Phú Yên 336,2 mm, Phước Chanh, Quảng Nam 276,6 mm và Sơn Tây, Quảng Ngãi 200,6 mm. Trong ngày và đêm nay, mưa vẫn tiếp tục xảy ra ở các tỉnh từ Quảng Bình đến Khánh Hòa với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 90 mm. Riêng Quảng Nam, Quảng Ngãi, lượng mưa từ 40 đến 80 mm, có nơi trên 120 mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trũng thấp ven sông. Hôm nay, thành phố biển Đà Nẵng vẫn tiếp tục có mưa cả ngày, trời nhiều mây âm u. Mưa lớn sẽ tập trung nhiều về chiều tối. Nguy cơ ngập úng sẽ tái diễn ở một số tuyến phố trũng thấp, nên người dân tham gia giao thông cần chú ý đề phòng. Biên độ nhiệt ngày đêm không cao, chỉ dao động trong khoảng là từ 25 đến 27 độ. Mưa cũng là cảnh báo cho khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ và Nam Trung Bộ trong ngày và đêm nay. Cục bộ có mưa vừa mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm trong 24 giờ, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Với thành phố Hồ Chí Minh, sáng và trưa nay nắng nhẹ vẫn xuất hiện và thời gian nắng sẽ còn diễn ra thêm 1 đến 2 giờ nữa. Từ khoảng sau 15 giờ mưa sẽ xuất hiện, trong mưa dông cần đề phòng gió giật mạnh. Nhiệt độ hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh cao nhất trưa chiều ở mức 32 độ. Về đêm, nhiệt giảm về mức 26 độ. Sau một vài ngày, thủ đô Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc có chỉ số cảnh báo mức ô nhiễm không khí nặng nề, thì hôm nay không khí sạch đã tràn về cùng với gió mùa. Toàn miền đã trở lại trạng thái khô ráo, trưa chiều có nắng xuất hiện, nên nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thủ đô ở mức là 25 đến 26 độ. Thấp nhất về đêm là khoảng 19 độ, thời tiết thuận lợi cho các hoạt động giao thương đi lại của người dân thủ đô. Tuy nhiên, với tình hình dịch bệnh COVID-19 vẫn đang phức tạp, nên quý vị cần hết sức chú ý, luôn tuân thủ biện pháp 5K để đảm bảo sức khỏe của mình. Theo là bản tin sẽ là dự báo chi tiết nhiệt độ các thành phố trong chiều và tối nay. Xin chào và hẹn gặp lại!